Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh Gỗ Mỹ Nghệ VIP. Ngày hôm nay shop trân trọng giới thiệu tới các bác chiếc khay trà VIP được chế tác từ chất liệu gỗ bách xanh vân lu mắt phượng vô cùng quý hiếm. Khay trà này được thợ của shop chế tác thủ công lựa theo thế gỗ lũa tự nhiên nghệ thuật. Khay trà có chiều dài là 61, chiều rộng 31 và chiều dày là 11 cm. Và ngay bây giờ xin mời các bác cùng ngắm chi tiết khay trà gỗ bách xanh vân nu mắt phượng quý hiếm, rất độc đáo và nghệ thuật. Từ một phôi nu lũa bách xanh với nhiều thớ gỗ vặn xoắn cùng các u nu mắt phượng, thợ của shop đã khéo léo phay tạo ra nền mặt khay 3 cấp, kết hợp việc giữ lại những chi tiết lũa mắt nu tự nhiên rất độc đáo và nghệ thuật. Khay trà này được xốp để mộc, không sơn PU mà chỉ đánh sáp ong phần mặt khay đã được tạo hình. Phần lũa, u nu và da gỗ được để tự nhiên. Điểm nhấn đặc biệt nhất là mặt lòng khay với các vân nu mắt phượng tuyệt đẹp, quý hiếm. Ngoài ra gỗ bách xanh có mùi thơm ngọt rất dễ chịu, làm cho tinh thần hưng phấn, giảm căng thẳng mệt mỏi rất hiệu quả. Với khay trà này các bác có thể dùng làm món quà VIP dành biếu tặng khách hàng, đối tác, người thân vào các dịp hỷ sự, hoặc trưng bày sử dụng trong phòng tiếp khách gia đình, văn phòng công ty, cửa hàng hoặc không gian trà đạo. Với kiểu dáng nghệ thuật độc đáo, tác phẩm tạo được nét rất riêng cho căn nhà của gia chủ, góp phần nâng tầm không gian nội thất, thêm trang trọng và gần gũi. Và để có giá tốt nhất cho khay trà gỗ bách xanh Sơn La vân nu mắt phượng, các bác vui lòng liên hệ đến shop qua 3 số điện thoại Zalo là 0818 999 679, 0982 21 2646 và 0849 838858, hoặc các bác truy cập vào website www.gomynghevip.com để đặt mua hàng. Nếu các bác ở Hà Nội, shop trân trọng mời các bác ghé thăm gian hàng của shop để uống trà và xem trực tiếp sản phẩm tại địa chỉ 115A Phan Trọng Tuệ, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Ngoài các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ, tượng gỗ mỹ nghệ được giới thiệu trên kênh YouTube, trên website Gỗ Mỹ Nghệ VIP, shop nhận chế tác gia công các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ, tượng gỗ mỹ nghệ, tượng gỗ phong thủy, tượng gỗ truyền thần chân dung theo yêu cầu riêng của khách. Cảm ơn các bác đã theo dõi hết video của shop ngày hôm nay. Các bác hãy like, share video và đăng ký kênh YouTube Gỗ Mỹ Nghệ VIP để ủng hộ cho shop. Sau khi đăng ký kênh, các bác nhớ nhấn vào tín hiệu hình chuông ở phía bên dưới để luôn cập nhật thông báo các video mới nhất và hay nhất từ shop. Chúc các bác luôn vui vẻ, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.